Biểu tỷ, biểu tỷ, tỷ hãy mở mắt ra nhìn một chút đi. Ở bên đó, bên đó chính là phương hướng của cố hương tân giả chúng ta. Tỷ hãy cố gắng một chút, chúng ta sẽ được về nhà nhanh thôi. Biểu ca, biểu ca. Tại sao Quynh? Từ trước tới nay không chịu nhìn ta một chút. Vậy thì nhường đường một chút đi. Được. Biểu tỷ, Lệ Hoa, biểu tỷ, biểu tỷ, tỷ thế nào rồi? Dìu ta ra bên ngoài, ta phải nhìn quê hương. Nào, nào. Biểu tỷ, biểu tỷ, thì hãy mở mắt ra nhìn một chút đi. Ở bên đó, bên đó chính là phương hướng của cố hương tân giả chúng ta. Thì hãy cố gắng một chút, chúng ta sẽ được về nhà nhanh thôi. Biểu ca, biểu ca. Tại sao Quynh? Từ trước tới nay không chịu nhìn ta một chút.
Biểu tỷ, biểu tỷ. Biết sai, biết sai. Lần nào cũng nói là biết sai. Mẹ dạy các con kiếm pháp không phải là để đi con ra ngoài làm loạn. Phạt con đến hậu viện luyện kiếm 2 canh giờ. Vương tướng quân, người dẫn theo đao kiếm đến nhà ta làm gì? Ta phụng mệnh đến đây để tìm thích khách. Quyên là thích khách mà bọn họ muốn tìm sao? Người nào ra đây? Mã Võ thăm kiến vệ phu nhân. Mẹ, ai là vệ phu nhân thế? Làm gì có vệ phu nhân nào? Mẹ thật sự không hy vọng con và Hân Nhi có phải chịu nguy hiểm nào hết. Sư phụ, con thân là con trai của Lưu gia, không thể trơ mắt nhìn lũ giặc có thể chiếm giang sơn đại hán ta, giết bách tính tộc ta nữa, vì xã tắc muôn dân, Lưu quyền con liều chết cũng phải đi giết Vương Mãn. Vậy chúng ta hãy dốc hết mình một phen đi. Lệ Hoa nghe mẹ nói, mau theo cha con rời khỏi nơi đây. Lệ Hoa, ngoan, mẹ yêu con, nhưng mẹ có trách.